Trung tâm môi giới bất động sản Nhân Trạch Phước Bình Len xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay Phước Bình Len giới thiệu đến quý vị và các bạn một thửa đất nền nhà phố tại dự án xây dựng Hà Nội, nhà phố 47, lô đất số 25, diện tích là 101 m². Trên bản đồ quý vị đang xem là vị trí của thửa đất trên bản chi tiết phân lô của dự án xây dựng Hà Nội. Và tới đây xin gửi đến quý vị và các bạn hình ảnh thực tế tại thửa đất mà Phước Bình Len muốn gửi đến quý vị và các bạn. Thì thửa đất trên màn hình quý vị cũng đang nhìn thấy, thửa đất cách đường Nguyễn Văn Cừ khoảng 50 m, cách vòng xoay Nguyễn Văn Cừ và đường đô thị số 7 khoảng 100 m. Vị trí lô đất tuyệt đẹp. Giá cả thì xin quý vị liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để biết thông tin chi tiết và giá cả, và có thể xem hình ảnh sổ hồng của thửa đất. Thửa đất này 101 m² và thổ cư 100%, nằm trên trục đường có lộ giới 12 m, và mặt tiền bán đường rộng 5 m và chiều sâu 20,2 m. Đất thổ cư 100%. Quý vị quan tâm đến thửa đất thì xin liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại đang hiển thị trên màn hình, hoặc là truy cập vào đường link ở phía dưới phần mô tả để biết thông tin chi tiết và giá cả của thửa đất này. Cảm ơn quý vị đã quan tâm đến thị trường bất động sản của Nhân Trạch và quan tâm đến clip của chúng tôi. Kính chúc quý vị và các bạn mọi điều tốt lành. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip sau. Xin cảm ơn.